Chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình làm bánh hoa hồng đi nha các bạn. Thì hoa hồng theo cái kiểu của mình. Ở đây là gồm có 100 g bột mì nè các bạn. Nước thanh long. Nước này khoảng 70 ml ha. Này lá dứa để làm lá. Này chút xíu muối, 30 g đường. Bây giờ mình bỏ vô đây là khoảng 50 ml nước dừa nha các bạn, cho dễ ăn. Tạo độ béo cho bánh. Đường với muối mình bỏ vô luôn. Mình đánh lên. Đập một cái trứng vô luôn. Mình làm có 100 g bột thôi đó các bạn. 30 g đường hả? Tại vì nhà mình ít ăn đường đó. 50 g nước dừa. 50 g nước thanh long. Cái này chắc cũng không tới 70 g đâu, 50 g à. Các bạn bỏ đít vô thôi ha. Bỏ nhiều quá nó đậm màu không ngon. Thanh long nó ra cái màu thì rất là đậm các bạn. Đó. Làm vậy thôi ha. Còn lá dứa thì mình để làm màu xanh. Còn đây là 100 g bột mì nè, mình không có bỏ vô hết đâu. Mình bỏ vô làm màu xanh một phần ít à nha các bạn. Vô đây nè, 30 g nè, làm thanh long mình không có bỏ hết. Nếu mà các bạn cảm thấy thiếu thì các bạn bỏ thêm sữa tươi hoặc là nước nha. Tại vì thanh long khi nó chín rồi á, là nó đậm màu dữ lắm. Cái này là mình bỏ thêm sữa tươi nè. Mình quậy lại cho nó có cái độ quánh vậy nè. Mình không bỏ sữa tươi thì mình bỏ nước dừa cũng được nha các bạn. Chút xíu thôi chứ mình thấy cái độ quánh nó cũng vừa rồi đó. Độ quánh vậy là mình bắt ở trong cái bóp kem là vừa đó các bạn. Nó không có chảy lắm mà nó không có lỏng đặc lắm nha. Rồi các bạn để đây cho bột nó nở đi. Mình làm tới cái nước này. Nước lá dứa thì mình không có cần, chỉ để đường, muối và lá dứa thôi nha. Tại vì nước này á hả, là mình làm ít, làm cái lá mình làm ít lắm. Cái độ nhão của bột mì cũng vừa phải thôi, để mình bỏ vô bọc bóp kem mình bóp đó các bạn. Trong khi mình quậy bột như thế này rồi nha các bạn, bột như thế này là vừa bóp kem đó. Đó rồi mình bỏ vô cái bọc bóp kem nha, để vô ly. Bỏ vô cái bọc. Bây giờ bột mì nó cũng nở ra, nó cũng dẻo rồi đó các bạn. Mình làm bằng cái chảo không dính nha các bạn. Cái chảo không dính rất là tiện. Đây. Bây giờ mình vuốt xuống. Vuốt xuống cho nó không dính tay. Mình cắt ngang chỗ này các bạn, cắt ngang chỗ này rồi mình đưa nó vô đây. Đưa cái bọc này vô đây rồi đưa thêm một cái nữa nha các bạn. Bây giờ lấy kéo cắt ngang nè. Cắt ngang nó đây. Và đưa cái chuôi bông hồng, đây là cái chuôi bông hồng này. Ở nhà có gì làm nấy các bạn, ở nhà mình còn gì làm nấy, đây là nghề 30-40 năm rồi đó. Nhưng mà bây giờ bỏ nghề, bỏ nghiệp rồi, bây giờ nó dùng trở lại rồi. Đây nè. Nha. Mình đưa nó vô đây rồi mình cắt đi, rồi mình chồng thêm một cái nữa ở ngoài. Mình chồng thêm một cái bọc nữa ở ngoài là nó an toàn nha các bạn. Bây giờ mình làm cho các bạn coi ha. Mình cắt cái đầu này. Mình bóp nó xuống nè. Mình cắt cái đầu này.
Còn cái bao này là bao không nè, mình cắt ít thôi, mình cắt dừa chua ra thôi. Đó. Rồi mình đút vô một cái nữa nha các bạn. Đút vô một cái nữa cho nó giữ cái chui lại. Mình đút vô một cái nữa nè, các bạn thấy nó giữ cái chui lại. Thì mình cầm ở trên đây mình bóp nè. Ha, cầm trên đây mình bóp nè các bạn. Mình cứ để đây đi. Mình làm cái màu xanh nha. Bắt cái chảo lên nha các bạn. Mình bắt cái chảo lên rồi mình đem cái bóp kem nè. Bắt chảo nóng lên. Rồi đem cái bóp kem này mình bóp các bạn. Mình cho nó một cái vòng cung như thế này nè, một lát mình dễ bắt bông hồng nha. Rồi mình lấy cái tay mình xoay nè các bạn. Tại vì cái này là bột mì, mình làm nó cũng hơi khó đó các bạn ha. Rồi cái này là cái chui này, nhưng mà bột mì nó dai lắm, nó không có định đẹp bằng. Mình cho một miếng thôi các bạn, cho miếng nó vướng vướng thôi, chứ nếu mà nó như kem là mình bắt nó đẹp lắm. Lá thì không cần nhiều đâu, mình bắt tròn tròn vậy là một lát mình cuốn cái bông hồng nó không có đứng sừng sững mà nó lại là bè ra nha các bạn. Đó. Chỗ này dính vô nè, chỗ này dính vô lát mình dễ bắt nha các bạn, dễ cuốn, tại vì cái này làm nó cũng phải nhanh. Đó, bây giờ là ảnh chín hết rồi đó, ảnh trong bột là ảnh chín rồi đó nha các bạn. Rồi mình đem ra mình để ra dĩa vậy nè, để ra cái dĩa rất là nhiều nè ha. Đó, để ra dĩa như vậy một lát mình cuốn lại. Bây giờ mình làm tiếp nha các bạn, làm tiếp. Bếp nó tắt. Mình đi nè. Rồi cái này thì mình bắt lá không có được các bạn, tại vì nó là bột mì, nó dẻo lắm, không xuống đó các bạn thấy không. Thì mình cũng làm tạm tạm vậy đi. Rồi cái này thì các bạn không có làm lá cũng được, tại vì lá thì mình chỉ để xen kẽ thôi nha. Vô đây là nó rất là mau chín nha các bạn, nó rất mau chín luôn. Cái lá rất là khó làm, tại vì cái bột mì nó quá dẻo, mình bấm nó không có ra nha các bạn. Nếu mà mình làm bằng bột gạo thì chắc có lẽ nó dễ hơn. Bây giờ mình trở mặt được rồi nè. Mình trở mặt mình đem ra nha các bạn. Mình đem ra mình để qua dĩa nè. Cái này mình làm dài ra để mà mình làm cái bông hồng lớn đó các bạn. Lá này thì nó thất bại ở chỗ là nó đưa vô đây rồi nó dính liền, nó dính liền á các bạn, không bóp lá được. Mình chỉ bóp hơi thôi, nó có cái dạng thôi, nó có cái dáng lá vậy thôi. Nếu mà các bạn muốn làm dễ á thì mình làm bột gạo nó dễ hơn nha các bạn. Làm bột mì nó hơi khó nè. Thì mình chỉ lấy màu xanh để cho điểm điểm có xanh xanh thôi. Cái bông hồng này đẹp lắm nè. Mình làm đều tay.
mình chở mặt nha, nó cũng chín rồi, nó nhanh chín lắm các bạn. Chở mặt rồi mình lấy ra, mình cho nó qua một đường như thế này ha. Bắt đầu mình để hỏng lên nha các bạn, mình tạo cánh nó nè. Tạo cánh nó là mình bớt lá nếu mình thích, còn mình không thích thì mình để bông hồng không cũng được nữa. Mình bớt mình vô tới đây rồi nè, nó không có chịu nhả ra đó các bạn, tại vì nó là bột mì nó dẻo dài cái lá thôi, cái lá là nó hơi không đẹp. Các bạn muốn đẹp thì các bạn tạo bằng bột gạo nha, nhớ nha. Bây giờ mình bắt đầu mình cuốn những cái hoa hồng này lại nha các bạn. Đây, đây là cái đầu, cái cuối của mình nè các bạn. Đó, mình cuốn lại. Rửa tay cho sạch rồi trước khi làm nha các bạn. Mình cuốn rồi xong mình xen kẽ những cái cánh này nó đẹp nè. Thì thường thường mình làm tròn thì nó nở cái hoa hồng hơn các bạn. Nè, nó nở hơn nè. Đó. Cuốn để em đây nha. Rồi bắt đầu cái này. Cái này mình đi cái đầu lớn trước. Đầu lớn trước mình cuốn nó vô đây, lát đầu nhỏ mình nhét vô sau nha các bạn. Mình làm sao cho nó xen kẽ cái cánh mà. Rồi đó. Còn cái miếng nhỏ này lát mình ấn vô sau. Các bạn thấy không? Rồi mình cho nó đứng kế bên đây. Cho nó đứng san sát với cái này nè các bạn. Đứng san sát với nhau nha. Giờ mình cuốn tiếp tục.